quý khán giả tiếp tục với cái chương trình live show Cẩm năng mùa thuế thì uh, như nãy giờ chúng tôi uh, có một cái câu hỏi nhưng mà nó bị gián đoạn bởi vì uh, uh, khán giả đặt vô nhiều quá thành ra thì uh, để uh, rút gọn lại cái thời gian một chút yeah. anh Kevin trả lời lại dùm cái vấn đề về uh, những cái trouble trong cái chương trình của Obamacare đó là <laughs> một trong những cái điều mà rất là nóng bỏng nên quý vị uh, Lắng nghe anh mình yeah. chia sẻ. À, để, để mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của cái vụ Obamacare và đồng thời những cái kiến thức căn bản để vì nắm được cái vụ Obamacare này để làm gì để năm 2016. Vì không có bị cái vụ Obamacare mà coi bộ là nguyên một năm cái Obamacare này cứ dẫn mình đi tới đi lui mà mình cũng chẳng biết mình đi đâu. Cái thứ nhất đó là năm nay kể bắt đầu từ năm 2015, cái mùa thuế vừa rồi đó thì cái form 104 và 1095 B và 1095 C cần phải được nộp vào cho bên cái sở thuế bởi cái người mà người ta issue tức là người ta ra cái mẫu đơn này cho quý vị đó là những người nào? Tức là thí dụ quý vị mua, vị mua bảo hiểm của Kaiser chẳng hạn thì bên Kaiser họ sẽ ra cái 1095 B này hoặc là bên công ty của quý vị đó thì họ sẽ ra là 1095 C thì B với C đó là bên những cái chỗ healthcare provider đó hoặc là cái công ty của mình người ta cover cho mình trong hãng đó thì tự động họ sẽ gửi 1095B và C vào thẳng sở thuế và quý vị lại cầm được một cái bản copy thì khi đó đó cái bản copy đó có mục đích gì? Cái bản copy mà 1095B với 1095C đó quý vị có thể cầm đến và đưa cho cái người làm thuế của quý vị biết để mà cái người làm thuế của quý vị có thể làm một cái gọi là uh, uh, tuyên thệ là quý vị đã có cái khe trong cái năm thuế uh, hiện tại, tức là 2015. Và đối với cái mẫu đơn 1095B và C đó, bên sở thuế họ cũng đã có sẵn một bản và nó nằm trong cái hồ sơ của quý vị rồi. Thành ra nếu mà lỡ quý vị không có, mà quý vị lại nói với người làm thuế là tôi có bảo hiểm sức khỏe, thì khi cái người làm thuế chỉ theo cái lời khai, À, báo của quý vị đó để mà làm một cái tuyên thệ là quý vị có thì cái hồ sơ quý vị gửi vào trong đó, đó thì quý vị thấy hai cái record mình gửi cái hồ sơ thuế vào và cái record của sở thuế nó không có được khớp nhau từ đó chắc chắn sở thuế người ta sẽ gửi thư về và đòi tiền phạt của quý vị đó là cái mẫu đơn 1095B và 1095C quý vị không cần để ý tới cái vấn đề đó tại vì sở thuế họ đã có một cái rồi mình cũng có một cái đó là cái vấn đề về cái form riêng cái form 1095A đó tức là 1095A thì nếu mà quý vị mua mua bảo hiểm Obamacare nha, mua thì quý vị sẽ có cái sự chênh lệch giữa cái tiền túi mình móc ra trả và cái tiền phụ của government tức là cover uh, cover California chẳng hạn hoặc là những cái tiểu bang khác thì người ta có cái chương trình của tiểu bang người ta phụ trợ mình thì 1095A nhắc lại nó có cái con số tiền quý vị đóng và luôn cái tiền mà bên chính phủ người ta phụ mình. Thì cái bản này đó vì chắc chắn phải có thì cái hồ sơ thuế của quý vị nó mới được duyệt xét. Nhằm lúc quý vị đi khai thuế đó anh Thomas thì quý vị không biết cái mẫu đơn đó là gì. Và cái người làm thuế hỏi cho dù chúng tôi hỏi cấp mấy đi nữa quý vị đã không biết cái mẫu đơn rồi thì cái câu trả lời của quý vị sẽ là tôi không có từ đó cái hồ sơ của quý vị sẽ được gửi vào coi như là không có mua cái Obamacare rồi khi mình gửi vào á, sở thuế họ lại có cái 1095A hoặc là tức là 1095E đó họ lại gửi cái thư về cho quý vị và họ nói hồ sơ của quý vị cần cái mẫu đơn đó rồi mới đi khai thuế được tức là họ phải diệt xét thì để cho quý vị được rất là nắm vững cái vấn đề này thì trường hợp nhanh vừa mới nói như vậy có nghĩa là họ khai họ không có hiểu gì về cái mẫu 1095e. Dạ. Thì nếu như vậy bây giờ họ nhận được sau này sau khi họ sụp rất là rất rồi. Thì anh <laughs> cho họ cho quý khán giả mình một cái câu nói Đó. như thế nào và và cách thức chuẩn bị như thế nào để Thì khi mà quý vị đã nói là quý vị không có vì lý do theo mình tin chắc rằng quý vị không biết tại vì cái này nó quá mới mẻ đi. Đó cho nên là quý vị mua bảo hiểm Obamacare và quý vị báo là quý vị không có rồi cuối cùng quý vị lại có thì khi đó cái hồ sơ của quý vị nó rất là rắc rối, rắc rối ở chỗ là quý vị đã khai thuế và mình đã đợi hết 4 hoặc là 6 tuần rồi bây giờ nó lòi ra cái form đó thì bây giờ khi mà mình nộp trở vô lại cái form đó đó thì cái hồ sơ của quý vị nó lại giật ngược lại tức là bên sở thuế người ta sẽ bắt đầu làm việc trên cái hồ sơ đó và nó thể tốn với việc có thể là hai tháng hoặc là 4 tháng sau à, cũng giống như cái tình trạng của là tiểu bang như vậy đó lúc đó quý vị mới nhận được cái refund à, có nghĩa là à, bị sẽ bị chậm trễ mới thôi chậm trễ. cũng không có bị phạt vạ hay là chưa 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 biết, chưa, chưa biết nữa nó, à, chưa nha, biết lắng nghe kêu à, mình chưa biết yeah. cái đó là chỉ có nó, nó chỉ là bị chậm trễ thôi rồi bây giờ cái mà cái bằng là ghê gớm nhất sẽ xảy ra có nghĩa rằng vì lý do trên cái 1095 a đó nó có cái khoản mình đóng và nó cái khoản trên lệch của bên government người ta à, phụ trợ cho mình đó rồi bây giờ đó khi cái thời điểm mà quý vị đi mua cái Obamacare đó giả dụ cái income của vị là 30 000 ngàn đi thì cái tiền túi quý vị sẽ đóng ra là 400 và government người ta sẽ phụ mình là 200 anh Thomas bởi vì nắm rõ những cái cái con số Kevin đưa ra nha. Nhưng mà khi quý vị đi khai thuế đó thì cái income của quý vị đó là 40.000 thì cái sự khai biệt là 10.000 thì đến cái thời điểm đó đó tất cả những cái con số sẽ được tính trở lại hết và có thể có khả năng nó sẽ chạy ra một cái kết quả như vậy vì lý do income của anh là 40.000 cho nên cái vấn đề phụ anh 200 đồng mỗi tháng trong cái năm đó chúng tôi không cần phải phụ. Cho nên là 12 tháng nhân cho 2 thì quý vị phải trả lại 2.400 đồng quý vị đang nhận đang đợi cái refund là sáu ngàn tư để mà quý vị đi Hawaii yeah. bây giờ quý vị nhận được một cái news là bây giờ quý vị phải đóng lại hai ngàn tư và quý vị chỉ còn lại có bốn ngàn để xài mà thôi yeah, thì đó nên, là yeah, cái rất là bad news uh, cho nên cái chương trình Obamacare năm nay cũng là cái năm đầu tiên nó rất là nhiều rất là vấn, cái... nạn. Yeah, vấn nạn và rất là nhiều xảy ra thì uh, uh, quý vị lưu ý nếu quý vị nhận cái uh, 1099 C và B thì không, không có, gì hết. lo lắng lắm. Nhưng riêng, riêng cái 1099A 10, 1099, a 1095 quý vị nha 1095A à, 1095A thì phải bắt buộc phải submit lại một cái hồ sơ Đúng đó. Rồi bây giờ cái đó là cái vấn nạn của năm 2015 nha. Cũng vì cái vụ này cho nên tất cả quý vị đi khai thuế đều muốn cái income nó như thế này, nó như đi thế khác hoặc là quý vị hỏi coi là làm tới đâu ngưng và không làm tới đâu ngưng để mà cái dù Obama khe bằng nó thuận bườm xuôi gió thì cái mình hiểu được cái mục đích của quý vị đó là tìm hiểu những cái thắc mắc, những cái khúc mắc uh, trong cái vấn đề Obama khe này đó, quý vị chỉ mong rằng đó là cái năm 2016 nó thuận bùm xuôi gió mà thôi. Nhưng mà cái cách thức mình hỏi mà mình hiểu biết như vậy đó cuối cùng á nó chẳng có giúp quý vị như thế nào hết, không có giúp được cái gì cho quý vị đâu. Thì đây là cái cách thức để mà quý vị đỡ cho năm 2016 có nghĩa rằng Tránh cái trường hợp mà cuối năm mình đi khai thuế và nó lòi ra cái mẫu đơn 1095A và từ đó việc sẽ trả về hết tất cả những cái nguồn tiền mà government người ta đã phụ mình trong năm để mua cái Obamacare. Có nghĩa là trong năm nay và ngay trên cái thời điểm này thời điểm quý này. vị nhận cái 1095A thì quý vị trở lại với văn phòng thuế của mình để họ điều chỉnh. Đúng vậy. Và lưu ý là năm tới thì chúng ta rút kinh nghiệm thì à. phải chờ đợi cho đủ hồ sơ nha quý vị. Chờ đợi là anh Thomas rất là đúng, còn bây giờ mình tính toán nha. Vì lý do đó là cái Obamacare cái chính phủ họ phụ trợ cho mình dựa theo cái income của mình. Quý vị nắm vững cái căn bản đó trước đã. Chính phủ phụ trợ cho mình vì lý do income của mình thành ra đó trong cái năm 2016 này nếu mà quý vị có cái sự thay đổi về income, quý vị cần phải báo ngay cho bên cái chỗ Cover California hoặc là những cái agent họ giúp mình mua cái bảo hiểm Obamacare vì lý do cái sự phụ trợ của chính phủ nó dựa vào cái income của mình để tránh cái trường hợp cuối năm khi đây đi khai thuế đó vì người ta sẽ nói lại rằng là income của mình nó cao hơn so với lúc mình báo từ đó cái tiền phụ trợ bao nhiêu trong năm phải trả lại hết cho bên cái vụ Obamacare thì lúc đó vị sẽ không bao giờ đủ tiền để mà quý vị trả. Có nghĩa là uh cái estimate đầu tiên của mình nó sai nó với sai rất cái là income là cuối cùng Đà. thì nó sẽ ảnh hưởng luôn cả cái thuế của cái năm rất đúng rồi Đà. thí dụ như nãy cái mình đưa ra cái ví dụ là nó chỉ có 200 một tháng thôi đặt trường hợp quý vị đang có một cái policy đó mà chính phủ họ đang phụ trợ quý vị đó là 1.000 đồng một tháng vì cứ tưởng tượng đi đến khi khai thuế quý vị đóng lại 12.000 thì tiền đâu mà quý vị đóng À, thành ra vì lý do vì lý do căn bản việc cần phải nắm vững cái này cái mình sẽ uh, repeat mình lặp lại một lần nữa cái vấn đề obamacare đó họ phụ trợ cho mình vì lý do income của mình từ đó mình không đủ để mà mình mua do đó, đó cái tiền túi của mình nó xuất ra là một, một, uh, một con số tiền rồi cái phần trên lệch đó bên government người ta sẽ phụ mình cho nên mỗi lần quý vị có cái thay đổi trong cái vấn đề income của mình trong cái 2016 nè Tức là tháng 3 này đếm đi đó hoặc là tháng 4, tháng, any, any tháng, tháng nào cũng được trong cái 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 năm nay đó mà quý vị có thay đổi cái income Quý vị lập tức báo cho bên bảo hiểm uh, Obamacare tức là Cover California Để họ điều chỉnh cái con số income của mình từ đó cái tiền phụ trợ của chính phủ họ phụ trợ mình có thể là zero Có thể là giảm xuống hoặc có thể là tăng Quý vị cần phải làm cái chuyện đó liên tục để mà quý vị tránh trường hợp là kêu bằng đến cái ngày mình đi khai thuế cho 2016 đó mình sẽ bị trục trặc rất là nhiều. À, chứ không phải à, là quý vị thay đổi cái vấn đề income rồi quý vị cũng không có thay đổi cái vấn đề của Obamacare vì quý vị nghĩ rằng à, nếu mà tôi báo cho cái người đó cái người đó, đó người ta có rất là nhiều khách hàng chưa chắc gì người ta báo dùm cho nơi thôi tôi cũng không báo. Như vậy thì... À... À, quý vị khán giả là lưu ý một điều à, Thứ nhất, cái income của mình á, à, Khi mà có sự thay đổi Là mình phải update liền Quý vị nên gọi thẳng vào à, Cho à, Chương trình của Obamacare Gọi là uh, California. Cover California à, Cover California Để quý vị update Cái chương trình đó vào Thì à, mình sẽ đỡ với nó, nó có sự khác biệt Để đến khi mình khai thuế vào cuối năm Đó là một cái vấn đề mà Kevin nghĩ việc cần phải nắm vững nếu vì chưa nắm vững xin quý vị cứ email đến văn phòng của Kevin info at -A -A, thì cái câu trả lời có thể bị chậm trễ đi tại vì nó đang cái mùa mùa thuế và đang vào cái 18 ngày cuối cùng cái mùa thuế nhưng à. mà quý vị cứ gửi vào để từ từ rồi sẽ trả lời à, cho quý vị Nhân đây xin hỏi Kevin một điều à, nếu như vậy bây giờ tôi update nhiều hơn cái income cuối năm nó thực tế thì có lẽ nó sẽ refund, refund. Thì mình sẽ được nhận à, quý vị lại lại được cái refund. Thí dụ bây giờ đó đùng một cái đến tháng 4 à, quý vị sẽ có một cái khoản tiền là 20 ngàn chẳng hạn Rồi quý vị báo vào cái 20 ngàn income trội đó Thì từ đó đó bên Obamacare đó người ta sẽ nói rằng là như vậy thì chính phủ không cần phải phụ anh một cái đồng bạc nào hết Đúng không? Thì quý vị cứ đóng Nếu vậy khoan tôi hỏi anh Kelvin một điều là Anh ví dụ như bây giờ tháng 3 tới đi cái income của tôi nó có lên một xíu, tôi update với uh, Cover California, yeah. rồi sau đó đến cuối năm khi mình có một cái con số chính thức, yeah. thì lúc đó mình phải update trước với uh, Cover California, <laughs> rồi mới làm thuế, rồi mới làm thuế. thì quý vị khi quý vị update trước như vậy đó, thì uh, bên cái chương trình Obamacare họ sẽ gửi cái 1099A, 10, đúng không? 1095A, 1095A, thì khi quý vị có cái đó thì một hồ sơ của quý vị complete coi như là 2016 Vì rất là đỡ à, về rất, cái vấn đề à, đây đầu, đầu này. vấn đề rất là nhức đầu phải không quý vị. Đó. Thì lưu ý một điều trước khi khai thuế chúng ta phải update với corporate California. Rồi còn một cái chuyện nữa cũng về Obamacare nha để nhắc để vị nhắc nhở quý vị, cũng vì cái income mình cần phải khai báo để mà update bên Cali uh, Cover California đó. Đặt trường hợp đó Thanksgiving xong mình hội hợp với gia đình xong rồi đó thì quý vị sẽ hẹn nhau hội hợp ở trên sòng bài chẳng hạn đó hoặc là cái Christmas xong rồi đó mình hội họp ở nhà cho đã rồi mở quà hết trơn rồi rồi anh em trai anh em gái hay là cha mẹ bà con anh có cả, cả tất cả <laughs> dòng họ mình đi lên casino mình chơi đúng không đùng một cái quý vị trúng hai chục ngàn thì nếu lỡ như đó mà ngày 30 tây tháng 12 hai mà quý vị trúng hai chục ngàn đi đúng không? Rồi đến ngày 31 tây quý vị cũng thua hết 20 ngàn luôn Nhưng mà cái tiền thắng bài với cái tiền thua bài đó họ báo vào hai chỗ khác nhau Thì cái tiền thắng đó là cộng vào cái income, income. của mình Bên Obamacare đó lại họ sử dụng đến cái tiền thắng mà thôi họ không có tính cái tiền thua Chính vì vậy đó nếu mà lỡ may cái khúc đó và quý vị trúng đó thì đặt trường hợp từ tháng 1 đến tháng 12 đó Obamacare đó cái cover California họ cover cho mình là 1 ngàn đồng một tháng thì quý vị tin chắc khi mọi quý vị đi làm thuế vào năm 2017 làm cho 2016 đó quý vị expect to trả lại cái vấn đề Obamacare đó đúng 12.000 không thiếu một đồng bạc nào hết yeah. thành ra khi mọi quý vị có cái tình trạng đó xảy ra đó thì mình có bây giờ mình có thể có khả năng mình nói là quý vị đang lâm vào cái tình trạng bỏ tay đó com mình không thể nào mình đỡ nổi hết trơn đó thành ra nếu mà lỡ trúng bài cái anh biết có trúng thì nhớ xài ít để dành lại trả cái tiền Obama Care này quý vị đó cũng có thể là cái thượng sách trong cái vụ Obama Care này thành à, ra quý vị đừng nghĩ nha quý vị trúng ngày 30 mươi tây quý vị, quý vị, nhớ cái tham lai mình đưa 30 mươi tây tháng 12 hai quý vị trúng hai ngàn 31 tây tháng 12 quý vị thua 25.000 không phải vì thua 25.000 đâu quý vị bây giờ đang thua tới 37 ngàn tại vì đến khi khai thuế cho năm 2016 bị trả hết tất cả cái tiền mà 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 cover California người ta đóng cho mình vào cái năm thì đó là cái tình trạng Obamacare của 2015 và luôn cả 2016 vì nắm vững nếu mà vì chưa vững xin quý vị cứ gọi bên văn phòng số điện thoại bên văn phòng ở à, vị có thể theo dõi bên đài hoặc là 408 436 2939 email là info at kblaa.com quý vị gọi bên đó email bên đó để mọi việc cho biết những cái thắc mắc của quý vị về cái vấn đề Obama Care Kevin và tất cả những người trong văn phòng sẽ sẵn sàng uh, uh, tìm những cái thời giờ để mà đưa tin tức này đến cho quý vị không những cái mùa thuế nó hơi bị rắc rối à, sau cái mùa thuế vì tiếp tục theo dõi rất là nhiều tin tức gửi đến à, và, cho quý vị về cái vấn đề thuế khóa và cũng liên quan tới cái vấn đề Obamacare thì nó có rất là nhiều sự liên quan tại vì cái chương trình Obamacare nó liên quan là lý do nó đụng tới cái income chính vì vậy thì à, rất nhiều quý vị đã đặt câu hỏi vào thì nó cũng liên quan tới vấn đề đó về vấn đề bán nhà anh nhà, yeah. um. thì uh, khi quý vị biết có có những cái nhà bán khi mình có lời mình phải khai thuế thì uh, đây cũng là một trong cái vấn đề mà nó cũng rất là nổi trội. Yeah. Uh, chính vì vậy thì uh, anh Kelvin uh, cho biết cụ thể trong những trường hợp mà uh, những những uh, cộng đồng của chúng ta bán nhà trong cái trong cái chương trình này yeah. thì uh, sẽ có những cái gì ngại đối với họ. Uh, Kevin đang được thông báo là có quý vị đang gọi vào trên đường dây thành ra để Kevin trả lời cho quý vị trên đường dây rồi Kevin sẽ trả lời cho quý vị biết cho biết cái vấn đề làm sao chứng minh được cái nơi cư ngụ của mình và dạ, Kevin xin mời ạ. Hello? Dạ xin mời ạ. Alo. À, xin lỗi anh, vắng tắt á. À tôi lãnh tiền retire bây giờ tôi có phải khai thuế không có có một cái tiền retire không thôi dạ. còn không có cái nguồn khác mà khác rồi có phải khai thuế không nếu bọn việc nhận cái tiền retire không thôi không còn cái nguồn income khác nữa vì không cần phải khai thuế, không, 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 không có nguồn khai thuế. dạ cái mình cảm ơn à ok cảm ơn À, trở lại cái vấn đề mà chứng minh cái nơi cư ngụ của mình thì làm sao mà có cái vụ mà phải chứng minh cái cái chỗ cư ngụ của mình thì khi bảo vì bán cái căn nhà đi đó thì cái căn nhà này gọi là cái căn nhà primary home tức là cái căn nhà bảo vị sử dụng để ở mà cái căn nhà này bán rồi đó mà lời được 250 ngàn hoặc là 500 ngàn thì nếu mà mình là single tức là mình đi khai thuế với cái tính cách là single hoặc là mình là hai vợ chồng đi khai thuế chung tức là Mary Fowling jointly thì quý vị sẽ được miễn giảm đóng tiền thuế trên cái phần 250 ngàn tiền gain này và hoặc là 500 ngàn cái tiền gain này thì vì cái này luật này đó áp dụng cho cái căn nhà ở của mình tức là cái primary home. Thành ra đó sở thuế có khả năng gửi thư từ về để mà đòi hỏi cái sự chứng minh là đây là thực sự là cái căn nhà ở của quý vị. Thì ngoài cái vấn đề mà quý vị cần phải biết ra cái luật lệ ca bệnh mới vừa đưa ra về bên thuế Thì đây là những tóm tắt rất là tóm tắt rất là ngắn gọn để quý vị có thể tự ghi lại Hoặc là có thể tìm anh Thomas để mà lấy lại cái video ngày hôm nay Có nghĩa là những trường hợp quý vị có một trong một lúc 2 đến 3 căn nhà trở lên quý vị bán quý vị nếu như cái căn đó là cái căn family là cái căn mình ở đó, đó. Yeah. thì mình sẽ được miễn thuế. Đúng. Nhưng muốn được cái điều đó thì quý vị phải chứng minh nơi cư ngụ của mình yeah. trong một thời gian đó được thời gian dài như vậy đúng với cái tiêu chuẩn được miễn thuế. Đúng. ở trên cái địa chỉ đó thì chắc chắn uh, phải chứng minh vào điện nước mấy cái bill. Uh, đó, phải thì anh? quý vị cứ tự, liên tưởng như thế này để mà mình tính toán cho nó dễ. Thí dụ như cái nhà đó thiệt sự là cái nhà ở của mình thì quý vị thấy đó tiền điện tiền rác tiền nước là mình trả tức là nó tên của mình và cái tiền mà gọi và cái cái chỗ mà mình đi mà mình làm cái banking đó thí dụ quý vị đi deposit hay là quý vị đi rút tiền ra hay là quý vị đi cash cái check thì cái nhà băng đó nó cũng ở vòng vòng ngay cái khu vực mình ở cái mình đặt cái trường hợp để mà quý vị có thể so sánh. Thí dụ như là quý vị đang nói về bán cái căn nhà ở Milpitas nhưng mà ngược lại đó cái băng của quý vị nó chỉ có show ra là quý vị lúc nào cũng đến một cái ATM, một cái nhà băng ở Monterey chẳng hạn để mà mình rút. Đó, thành ra quý vị thấy đó, cái đó quý vị không thể nào quý vị nói là quý vị ở cái nhà ở trên Milpitas được Mà cái chỗ ở của quý vị bây giờ nó không có được chuẩn cho lắm Có nghĩa là ngoài cái biêu điện nước còn phải chứng minh nhiều cái khác nhiều nữa. cái khác nữa. Dạ, yeah, à. thì quý vị lưu ý vấn đề này không hẳn chỉ có trên cái biểu điện nước là quý vị có thể chứng minh được cái nơi cư trú của mình. Ví dụ như quý vị cho căn nhà đó người ta thuê nhưng mà quý vị bao điện nước thì sao? thì tên của quý vị vẫn còn đó. thì chính phủ cũng đặt ra nhiều cái vấn đề để mà double check cái nơi cư ngụ của mình rồi quý vị lại có cái những cái tình trạng như là mình có hai ba căn nhà chẳng hạn như anh Thomas nói một căn thì ở Milpitas một căn thì có thể ở Los Gatos chẳng hạn rồi từ đó đó là cái địa chỉ của mình để mà cho con cái mình đi học đó lại là ở Los Gatos nhưng mà bây giờ quý vị lại bán cái căn nhà ở ở Milpitas thì làm sao mà chứng minh thì bây giờ cái thời giờ của anh em chúng tôi cũng yeah, hết rồi cũng gần hết rồi và xin quý vị đón nghe vào tuần tới và à... đồng thời quý vị có thể gửi email hay gọi bên văn phòng để các vị tiếp tục cho quý vị những cái tin tức rất là cần thiết về thuế và nhân đây cũng xin lưu ý đến quý khán giả của đài chương trình live talk show cẩm năng mùa thuế chúng tôi có một chút thay đổi về giờ giấc vào thứ năm hàng tuần và bắt đầu vào tuần tới chương trình của chúng tôi à, sẽ khai mạc sớm hơn, tức như là từ 5 giờ PM tới 6 giờ PM giờ của California quý vị. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, xin kính chào quý vị. Cảm ơn anh Thomas. Cảm ơn anh. <laughs>